đường vô nát không là nó nhà mình. Bình thường là người ta đường 25 là đông lắm. Đó, chưa bánh luôn. Nay 27 mình mới đi. Chưa một bánh luôn. Một phút ngàn rồi. Không dám ra mọi người đi 25 là đông. Đông như trễ hội luôn. Là ngay ngày chủ nhật đó, thành ra là mình đi sớm, đi được đúng rồi mình không. Thôi bồng hoài gì luôn, anh cũng không bồng hoài. Ơi, năm nào lên đến đây là cũng 12 giờ trưa nha cả nhà. 11 giờ 54 phút, 5 phút nữa là 12 giờ trưa. Nắng quá. Ây da. Trời. Lủng cái lỗ rồi. Mất cái cây luôn. Giá mới kẹt luôn rồi đó. Người rớt giá. Ủa bà nội bên kia cũng sập. Đó, bà không có đổ nè nè. Để ba lên ba coi rồi ba mới đổ. Đó thì phải cạo vậy đó. Bên ba cũng vậy luôn. Cũng đi lên coi chẳng coi, chụp quay chẳng coi rồi coi sao để thanh minh cũng lên cũng tính. Để chụp chứ, để chụp đi. Tại vì chắc cũng đang... Không, mộ bà nội bên kia kìa. Mộ mộ này luôn, chụp luôn. Hỏi hỏi ông anh Thành, anh hỏi có đổ không? Mới dám đổ chứ sập mà ổng không dám đổ, nói vậy anh không biết. Này để về hỏi coi trồng cây gì vô đây, đổ đất rồi trồng cái cây khác vô. Gì vậy? Để ngang qua nè. Này là cái đèn cầy gió, người ta nói là đèn, người ta kêu đèn cầy gió. Là gió thổi không tắt. Gió thổi không tắt mà bật hoài không lên. Không cháy nổi luôn. Như chuẩn bị về nhà ăn Tết nha. Tết nữa rồi. Kỳ gió kỳ vậy. Nãy cắm được rồi mà. Tắt luôn rồi kìa. Kỳ vậy. Nhà đó bị mất cửa, bây giờ không có cửa luôn. Như cái mộ hàng rào ngay trước mặt là mộ nào không biết, mộ này nè phải không? Có hàng rào này là bị bứng hàng rào luôn rồi.
mấy cái mộ nhỏ nhỏ này nè, không có ngang này đó. Đó, mấy cái mộ nhỏ nhỏ chứ không có ai đốt ngang nè. Đốt quần áo mới cho hai mẹ con về ăn Tết nha. Nắng quá anh ơi. Đây lên người ta cũng làm sạch sẽ hết rồi, nên mình chỉ thắp nhang với lại đốt giấy tiền bằng bạc cúng quần áo thôi. Người ta làm sạch sẽ rồi mình không phải làm nữa. Kế bên này người ta xếp cái tiền người ta để đó chứ người ta không có, có đốt nè. Mộ người Tàu ấy đó. Đó thấy chưa? Gió đi đứng hướng nào là lửa nó tát ra hướng đó à. Ngộ thiệt chứ. Giờ đi vô cái mộ bà nội ở bên kia. Ta trồng cây gì mà. Này là mộ bà nội chồng. Khu bên này thì còn đông hơn khu kia ha. Bà nội vô á. Đâu đây nè. Đây cái cổng rào đây nè. Cổng rào á. Cổng rào kìa. Đây nè, cổng rào nè. Đây đây đây, ngay đây. Đó, nhìn ngang qua là tới. Đây là mộ bà nội chồng. Đây, mộ này mới đúng nè. Nguyễn Thị Tý nè. Trời ơi, nãy qua nó, ủa sao cái mộ kia... Cái lỗ dữ á. Quá, sâu dữ rồi. À, à kêu bị sụp đây nè. Đi bên này thì Như luôn. Như thì bị sụp lỗ, con này là sụp quá trời nhiều luôn. Chào bà nội nha. À. Ủa anh có xách nước vô? Mà đứng ngồi nè. Đang quay lại cái chỗ sụp để cho ba mình lên, ba mình xem. Trời ơi, tụt dưới luôn. Sụp hồng dưới luôn. Quá sâu. Sụp nhiều lắm à. Dạ, rớt ra tùm lum hết trơn.
bánh cúng mà nội. Rồi cho bố hả? Bây giờ mày ra đâu mày không có nghe đâu. Bây giờ mày đang làm ấy à. Bố không quẹt cái túi luôn. Bà nội thò tay, bà nội nắm kéo luôn nghe. Hết hồn luôn á. Nội đừng hù con nha nội. Thấy vậy chứ con không có gan đâu. Con nhảy xung quanh luôn. Khu bên này còn đông vui hơn bên kia. Bên kia ta thấy đi gần hết. Như mất chiếc bà nội đúng không? Ừ. Ờ bà nội mất trước. Bà nội 2003 như 2004. Khu bên này còn đông à. Ừ, cỏ cây cũng sạch sẽ bên kia. An toàn quá. Ủa hộ như vợ chồng con năm sau trúng số nha nội. Được có cái mới nha bà nội. Nhà mới, xe mới nha bà nội. Con chiếc từ ta lít 570 luôn. Cho con cái nhà mặt tiền 4 căn được rồi nội. Ủa 4 tầng được rồi. Tối mà ai ở đây cũng sợ thiệt chứ. Nhìn quanh nhìn quốc toàn là mổ không. Tối chắc không dám vô đây đâu á. Mọi năm mà đi ngay ngày 25 là trời ơi đông. Người ra người vô nùm nượp. Nắng quá, vợ chồng mình đi giữa trưa nắng đâu mà. Cứ làm xong cái là giọt đi luôn. Bởi vì đi giữa trưa. Kìa có cái cây dài kìa. Nay người dân ta sinh sống bình thường, ta không có sợ gì nha cả nhà. Mình vô mình thấy sợ nhưng người ta ở đây quen. Ta ăn uống sinh hoạt trong đây. Em bé nhỏ xíu luôn. Đốt áo với tiền vàng cho bà nội về ăn Tết. Vợ chồng mình đã cúng xong rồi.
tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye.